ái và Kính Hòa kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Năm ngày 7 tháng 3 năm 2013 với một số tin tức đáng chú ý. Việt Nam phản đối Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ vinh danh bà Tạ Phong Tần. Kính thưa quý khán thính giả, Việt Nam phản đối Trung Quốc hoạt động ở Hoàng Sa và Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, hôm nay họp báo tuyên bố Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động tại các khu vực đó mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là vi phạm chủ quyền Việt Nam và Việt Nam cương quyết phản đối. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trung Quốc hoạt động tuần tra trên Biển Đông, bao gồm khu vực Trường Sa và Hoàng Sa. Ngày 28 tháng 2, ba tàu hải tuần Trung Quốc đã rời cảng Tam Á, Hải Nam để tuần tra suốt dọc Biển Đông. Ngày 4 tháng 3, một trực thăng Trung Quốc đã bay tuần phòng gần rạn san hô ở cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh bà Tạ Phong Tần là người phụ nữ can đảm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Trong danh sách 10 phụ nữ đến từ 10 quốc gia khác nhau được ông Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh năm nay, có bà Tạ Phong Tần hiện đang chịu án tù tại Việt Nam. Bà Tạ Phong Tần từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân viên an ninh Việt Nam. Bà đã trở thành một blogger nổi tiếng với các bài viết bênh vực những người nông dân bị mất đất và phản biện chính sách cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào tháng 10 năm ngoái, bà đã bị một tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh kết án 10 năm tù giam với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, một bản án bị công luận phản đối cho là sai trái vì bà Tạ Phong Tần chỉ bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Việc vinh danh này của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm vào các phụ nữ trên toàn cầu đã đấu tranh can đảm, dấn thân cho nữ quyền và trong cuộc đấu tranh ấy, họ thường xuyên phải gánh chịu nhiều nguy hiểm cho bản thân. Một người ký tên vào bản tuyên bố của nhóm công dân tự do về việc sửa đổi hiến pháp Việt Nam vừa bị công an tỉnh Long An đến nhà bắt và dẫn đi làm việc. Anh Đinh Nhật Uy, người ký tên, xác định điều này với Đài Á Châu Tự Do cách đây hơn 1 giờ đồng hồ. Công an cũng khám xét công ty riêng của anh Uy và đã lấy đi một máy in cùng sách vở. Anh Uy cũng có tham gia vào nhóm hoạt động chống lại sự gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông, gọi là nhóm No Deal. Nhóm No Deal chủ trương phản đối Trung Quốc áp đặt chủ quyền trên Biển Đông theo một đường hình chữ U do họ tự vẽ ra, bao gồm 80% diện tích Biển Đông. Hoạt động của nhóm No Deal cũng thường bị chính quyền Việt Nam ngăn trở. Thưa quý vị, việc lấy ý kiến toàn dân để sửa đổi Hiến pháp Việt Nam 1992 được chính thức gia hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, thay vì hạn chót là ngày 31 tháng 3 năm 2013 như trước đây. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng vừa ký công thư ngày 6 tháng 3 về việc này. Đảng Cộng sản tung ra chiến dịch này với tiêu chí không có vùng cấm, đã dấy lên phong trào góp ý đầy ngoạn mục và vì thế đã bị giới lãnh đạo đảng ngăn đe quyết liệt bằng lời lẽ hăm dọa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mở đầu là ý kiến của 72 nhân sĩ trí thức với đề nghị bỏ điều 4 của hiến pháp hiện hành, quy định Đảng Cộng sản là đảng duy nhất nắm quyền lực ở Việt Nam. Tiếp theo là kiến nghị của một nhóm mệnh danh là công dân tự do. Đến nay đã được hơn 5.000 người ký tên. Kiến nghị này đòi hỏi thiết lập một hiến pháp mới. Công thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không quên lặp lại ý kiến của ông trước đây là một số cá nhân lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai lầm, làm mất lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Thứ trưởng Công Thương Lê Dương Quang loan báo điều này. Theo đó, sẽ có phương án tính đến việc sản xuất nhôm trong nước từ nguyên liệu alumina mà hiện nay các nhà máy của dự án bauxit đang sản xuất. Theo tính toán của chính Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, chủ đầu tư dự án bauxit thì giá bán sản phẩm alumina hiện nay là dưới giá thành sản xuất, chưa tính tới chi phí vận chuyển trên đoạn đường 260 km đến cảng Gò Dầu Đồng Nai để xuất khẩu. Cũng trong việc điều chỉnh dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo việc sử dụng bùn đỏ để sản xuất thép. Bùn đỏ là phó phẩm của quy trình khai thác và chế biến quặng bauxit thành alumina. Theo ông Nguyễn Chân, cựu Bộ trưởng Bộ Mỏ và Than, thì cái khó nhất của việc sản xuất nhôm là thiếu điện. Ông cũng cho rằng công nghệ sản xuất nhôm mà Trung Quốc đang chào bán là lạc hậu vì tiêu tốn nhiều điện năng. Thưa quý vị, máy bay chở Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của Việt Nam vừa đáp xuống Roma khoảng trưa thứ Năm ngày 7 tháng 3 năm 2013. Ngài là vị Hồng Y cuối cùng trong số 115 Hồng Y hội đủ điều kiện để bỏ phiếu chọn người lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã, kế vị Đức Benedicto thứ 16. Sáng nay, Hồng Y đoàn tiếp tục cuộc họp kín ở Vatican. Cho tới buổi trưa, phát ngôn viên Tòa Thánh cho hay các vị Hồng Y vẫn chưa quyết định đến bao giờ cuộc bầu cử mới bắt đầu. Mặc dù Điện Sistine đã đóng cửa từ chiều thứ Ba để sửa soạn cho mật nghị bầu tân giáo hoàng,
tin tức từ Vatican cho thấy, vì những lý do khác nhau, các vị Hồng Y chưa vội vã quyết định ngày bầu cử. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hòa Ái và Kính Hòa xin kính chào tạm biệt.